vào cuối thế kỷ thứ 18, người Zigan lưu lạc qua nhiều quốc gia, mang theo lời ca tiếng hát. Người Zigan không có quê hương, cho nên tâm hồn của họ trải rộng như hoang mạc mênh mông. Nếu một lần nào đó các bạn bắt gặp cô gái Zigan với ánh mắt đen, hoang dại, không biết làm gì, chỉ biết đi theo ánh mắt đó mà thôi. Đôi mắt huyền, Ochi Chornye, Black Eyes in the World. Очи черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидеть вас, я не добрый человек. Ска червелая залита вином, все цыгане спят беспробудным сном, лишь один не спит, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Подойди ко мне, ты мне нравишься, поцелуй меня, не отравишься, поцелуй меня. Потом я тебя, потом вместе мы расцелуемся. Hey, hum! Не встречал бы вас, gặp gỡ em mà làm chi? Не страдал бы так, tôi đâu có buồn đến như vậy. Я vẫn rожен жить, tôi có thể sống một cuộc đời. Улыбаюсь, một đời vui vẻ hơn. Vì сгубили меня, em đã giết chết tôi rồi. Очи черные, bằng cặp mắt đen của mình. Унесли навек, và mang vào cõi thiên thu. Моё, моё счастье, hạnh phúc của tôi. Vỗ tay tiếp nha. Nào hãy đến bên anh và ca hát anh nghe. Tình đôi ta lang thang, duyên số ta gì gan, mang tiếng ca cho đời, đem trái tim dâng nàng, và hạnh phúc để tôi chính là nàng gì gan. Hey hum, hey yeah. Các vị trên và khi nhìn thấy em, ba chia ri an ba côi, tôi chưa mất hết bình tĩnh. Ives mia ra quên cả sự đời, đời là chỉ béo. Thiên Nga tiếp tục và bên bên một tràng pháo tay nồng nhiệt xin mời.